Ok anh em nhá, bây giờ thấy team Minh Tuệ sẽ phi. Nào. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Anh em nhá. Anh em nhìn thấy thầy Tiên Minh Tuệ đéo gì mà độc xăm bây giờ chỗ anh em. Độc xăm bây giờ chỗ anh em. Điên quá. Đây gọi là thầy thích xăm chỗ chứ không phải là thì chó hay mèo ấy. Toàn ngồi thầy độc đất thì chó hay thì mèo. Quá chuẩn luôn. Thầy mà đêm năm quốc là đéo thầy phải thầy... Tuần có 7 ngày thì bọt vỡ á. Thì mình ra để cho anh em xem với. Đây anh em nhìn quả gọi là rắn trườn đường nghe anh em ạ. Rắn trườn đường nghe anh em ạ. Nó ở cái tầm chất. Thầy này được cái là ngày đóng thầy nhưng mà đêm đóng vợ luôn. Thầy này đóng khỏe. Thôi đi này. Ok anh ơi. Đây, có cái lồi đứng luôn này. Anh quay cho các bạn xem đẹp vào. Long ơi đi ra. Mày làm xấu hình ảnh của thầy thích Minh Tuệ. Ok anh em nhá, bây giờ thầy team Minh Tuệ sẽ phi. Nào. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Đây để tôi quay cho anh em xem. Được rồi, nhảy trước rồi. Nhưng mà không phải đâu. Anh vừa mới nhảy ra chân nhảy ra luôn. Thế không đổ đâu, cùng lắm là chỉ. Sao mà chịu sao? Cắm đầu lần này nó càng hay. Hay là mài răng đứt được. Của giả vờ đấy, chúng nó sẽ bật một comment vào là anh em mọi gái liên hệ số này nhá. Thôi thì liên hệ số này nhá. Vã hay cả đái. Anh em nhìn này. Trong la nhỉ? Nó bảo là anh em số để em gọi. Đây là số của nhà. Anh em nó không được. Đây là số của quay quả TikTok hết buổi chiều anh em ạ. Có anh phát này phi xuống mương em à. Đi vào phải con, đi vào phải tao lấy mày. Nào anh ơi. Bắt đầu đi. Nghe có vẻ sành sỏi quá nhỉ. Chật chát đấy. Già gì đấy. Hay quả này hay. Quả này hay. Mày đi làm gì? Hay mà. Bây giờ làm đi không thấy cái gì chết biết rồi.
Đấy anh, bây giờ thì anh Tùng. Ôi anh em nhá. Video của tôi đây kết thúc, anh em nào thấy Thái Minh Tuệ hay cho tôi một like, một subscribe, đăng ký kênh anh em nhá. Goodbye anh em.